Sáng ngày 7 tháng 8, Quỹ Ban nhân dân Quỹ Phú tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Ông Trang Công Cường, Chủ tịch Quỹ Ban nhân dân Quyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Võ Văn Dừa, trưởng phòng nội vụ Quỹ Phú, thông qua báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023, gia 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đạt 91,43%, xếp hạng 3 trên 11 quyện thị thành. Một số lĩnh vực đạt kết quả cao như cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong 6 tháng đầu năm 2024, quyền tiếp nhận 27.909 hồ sơ cải cách thủ tục hành chính, giải quyết được 27.750 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 12.755 hồ sơ, đúng hạn 14.979 hồ sơ và quá hạn 12 hồ sơ. Về tổ chức bộ máy hành chính, giải thể phòng dân tộc, phòng y tế, chuyển chức năng nhiệm vụ về văn phòng hội đồng nhân dân và quỹ ban dân quyền theo quy định. Hiện nay toàn quyền có 11 cơ quan chuyên môn, 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 55 đơn vị sự nghiệp trường học, tập trung xây dựng hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc quỹ ban dân quyền và quỹ ban dân các xã trấn được quỹ ban nhân tỉnh phê duyệt, Dịch vụ công trực tuyến được triển khai tốt, đem lại hiệu quả cao, đạt tỷ lệ 97,52%. Giải quyết thủ tục hành chính số hóa 14.945 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,90%. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong các cơ quan nhà nước các cấp được duy trì và nâng lên. Ngoài ra, tại hội nghị, các ngành và các xã trấn cũng có ý kiến về việc nâng cấp đường truyền, đăng ký thực hiện các mô hình mới trong cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân đối với văn phòng đăng ký đất đai, đầu tư hệ thống lưu trữ, bảo quản hồ sơ cho các xã trấn. Dịp này, Quỹ Bác Nhân dân Quyện đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023. <laughs>